tận dụng lò vi sóng làm bánh flan vừa nhanh vừa gọn mà lại ngon hết ý có mẹo làm bánh flan này cứ lúc nào muốn ăn cũng có thể thưởng thức ngay đó bánh flan trứng có lẽ là món khoái khẩu của nhiều bạn nhất là hội con gái yêu thích đồ ngọt thế nhưng mỗi lần làm bánh flan thì bạn phải trải qua nhiều công đoạn lình kình đủ thứ vật dụng tuy nhiên nếu nhà bạn có lò vi sóng thì mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản hơn rất nhiều cùng học cách làm bánh flan trứng bằng lò vi sóng sau đây để có thể thưởng thức bất cứ lúc nào bạn muốn nhé Chuẩn bị hai quả trứng 150ml sữa chua uống, 3 thìa đường cách làm bánh flan trứng bằng lò vi sóng. Đầu tiên, bạn đập trứng cho vào bát rồi dùng đũa khuấy đều. Bạn cũng đổ sữa chua uống vào bát tiếp và cho thêm một thìa đường. Sau đó, cho bát vào lò vi sóng hâm nóng trong 15 giây. Bạn nhớ là chỉ hâm nóng chứ không đun sôi nhé. Bạn đợi cho sữa nguội một chút rồi dùng dây lọc trứng cho vào sữa và khuấy đều. Bây giờ, bạn đặt chảo chống dính lên bếp, cho 3 thìa đường và một ít nước vào đun đến khi nước đường đặc sệt thành màu nâu rồi đổ vào một cái bát. Kế đến, bạn đổ hỗn hợp trứng sữa vừa làm trước đó vào bát nước đường, tuy nhiên không khuấy lên nhé. Bạn lấy ra một cái đĩa, và lót hai tờ giấy ăn vào đĩa rồi đổ nước vào cho thấm ướt giấy ăn. Sau đó, bạn đặt bát bánh lên đĩa. Bạn cho đĩa bánh vào lò vi sóng, bật nhiệt độ thấp trong khoảng 3 phút. Bây giờ bạn úp bát bánh flan ra một cái đĩa, thì sẽ bất ngờ ngay với thành quả mình vừa làm xong. Chưa bao giờ thấy cách làm bánh flan nào lại đơn giản thế này nhé. Nếu nhiều người ăn thì bạn có thể làm một lần vài bát bánh, hoặc làm một bát to rồi cắt ra cũng được. Tính tổng thời gian chuẩn bị lẫn làm bánh có lẽ chưa mất đến 10 phút đâu, kiểu này thì mỗi khi thèm bánh flan, bạn chẳng cần tốn công chạy ra ngoài tìm mua, mà hãy làm ngay tại nhà sẽ vừa nhanh lại ngon bổ rẻ hơn đó.